Hà Nhung xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào Ngày Mới sáng thứ hai ngày 13 tháng 6 của STV. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh thường xuyên xảy ra các đợt mưa lũ gây ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, trong đó phải kể đến những thiệt hại về hạ tầng giao thông đường bộ. Vậy các đơn vị cơ quan chức năng đã có những biện pháp ứng phó như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa lũ? Câu chuyện sẽ được phản ánh trong chương trình sáng nay cùng những nội dung đáng chú ý khác. Trước hết, mời quý vị đến với phần tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Theo kết quả khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 vừa được Tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế công bố, Việt Nam được nâng hạng do điểm số công khai minh bạch ngân sách tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước. Việt Nam hiện xếp thứ 68 trên tổng số 120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017. So với các nước trong khu vực, Việt Nam đứng trên Campuchia và Myanmar nhưng vẫn đang xếp sau nhiều nước như Indonesia, Philippines, Thái Lan và Malaysia. Kết quả này cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường công khai minh bạch ngân sách. Trong tháng 5, vận tải hành khách nước ta khôi phục mạnh mẽ với số lượt hành khách vận chuyển tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển tăng 45,7% do hiệu quả chính sách mở cửa du lịch của Việt Nam từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 cùng với chuỗi sự kiện SEA Games 31 được tổ chức tại Hà Nội và một số địa phương. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, vận chuyển hành khách giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước, luân chuyển hành khách tăng 4,2%. Vận tải hàng hóa tháng 5 duy trì đà tăng trưởng cao, ước tính tăng gần 23% về vận chuyển và tăng trên 22% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, vận chuyển hàng hóa tăng 11,3% và luân chuyển hàng hóa tăng 16,4%. Đây là mức tăng cao nhất của cùng kỳ các năm từ 2017 đến 2022. Riêng đường hàng không, lượng hành khách 5 tháng đầu năm đạt 40,7 triệu khách, tăng tới gần 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng gần 905%. Khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng gần 53%. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng hàng không từ đầu năm ước đạt 765.000 tấn, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, cùng với triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện các nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số PAINDEX, CPAP, DDCI, thành phố Sơn La đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị xã phường tăng cường trao đổi văn bản điện tử sử dụng chữ ký số. Kết quả, tỷ lệ văn bản sử dụng chữ ký số của các phòng ban đơn vị đạt trên 98%. Thành phố cũng đã triển khai hoàn thiện và đưa vào sử dụng 167 dịch vụ công ích mức độ 3-4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa được thực hiện tốt, đã tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hẹn đạt gần 100%. Cùng với đó, thành phố đã vận hành hiệu quả Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thành phố. Phổ biến và tuyên truyền cán bộ, công chức viên chức và người dân trên địa bàn thực hiện cài đặt, sử dụng các ứng dụng phần mềm Sơn La Smart, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với các thông tin chỉ đạo, văn bản chính sách mới, kịp thời tiếp nhận xử lý các phản ánh của công dân được nhân dân đồng tình và đánh giá cao. Nắm bắt xu thế và nhu cầu của thị trường, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Mai Sơn đã đầu tư nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập cao, tạo ra các sản phẩm an toàn đối với người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, giữ gìn môi trường. Huyện cũng đã triển khai 7 mô hình trồng rau quả tại 5 hợp tác xã với diện tích 30 ha và mô hình ủ 2.000 tấn phân hữu cơ tại 20 hợp tác xã trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có trên 10.800 ha cây ăn quả, trong đó có 700 ha cây ăn quả và trên 100 ha rau được sản xuất theo hướng hữu cơ. Nhân dân chủ động phân bón hữu cơ từ các phụ phẩm và phế phẩm nông nghiệp được ủ men vi sinh. Huyện Mai Sơn phấn đấu đến năm 2025 nâng tổng diện tích cây ăn quả sản xuất theo hướng hữu cơ trên địa bàn đạt 2.700 ha. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao để dần thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, tập trung đầu tư nguồn lực cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn, chứng nhận. Có chính sách hỗ trợ kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân có nhu cầu sản xuất hữu cơ đầu tư vào sản xuất, tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm, hướng tới sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, an toàn, thân thiện với môi trường, bền vững và giá trị kinh tế cao. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt hơn 1.208 tỷ đồng.
toàn tỉnh hiện có trên 350 cơ sở lưu trú đạt chuẩn với quy mô gần 6.000 phòng, đáp ứng nhu cầu cho trên 10.000 khách du lịch, gồm 7 khách sạn 3 sao trở lên, 348 khách sạn từ 2 sao trở xuống và các nhà nghỉ homestay. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đã đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu du khách. Với chủ đề gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái, trong tháng 5 năm 2022, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức cá nhân, nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh, thăm tặng quà và hỗ trợ xây dựng các điểm trường, lớp học tại các xã vùng sâu, vùng xa, với tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ xây dựng công trình nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ, một điểm trường tại huyện Sông Mã trị giá trên 600 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng một điểm trường tại huyện Thuận Châu trị giá 300 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 3 điểm trường và một giếng nước cho các trường tại huyện Mai Sơn trị giá 987 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 4 nhà chữ thập đỏ và một sân chơi cho học sinh tại các huyện Sông Mã, Vân Hồ, Phú Yên, Sốp Cộp trị giá 210 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự, chương trình sẽ tiếp tục với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị, theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay mưa lũ đã gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng đối với hệ thống giao thông đường bộ. Hiện nay mưa lũ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Các đơn vị chức năng trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại đối với những công trình giao thông, đảm bảo việc đi lại thông thương của nhân dân. Km 418 50 đến km 418 850 quốc lộ 37 thuộc địa phận đèo Cao Đa, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, nơi thường xuyên xảy ra hiện tượng đá rơi, sạt lở đất mỗi khi có hiện tượng mưa lớn xảy ra. Bước vào mùa mưa lũ năm nay, đơn vị quản lý tuyến là Công ty Cổ phần Quản lý Sửa chữa Xây dựng Công trình Giao thông 2 Sơn La đã tăng cường công tác kiểm tra, quản lý rà soát các công trình, đồng thời tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng và phát quang hai bên đường, bảo đảm tầm nhìn, chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến thi công, kịp thời ứng cứu, khắc phục sự cố khi lũ lụt xảy ra. Các cái điểm nguy cơ hay xảy ra ách tắc giao thông nhất là km 418 đến km 419, km 404 đến km 404 cộng 500 để đảm bảo cái an toàn giao thông thông suốt trong cái mùa mưa bão thì đơn vị là đã triển trước hết là cái phương án đảm bảo giao thông của đơn vị là ưu tiên cái lực lượng xe máy tại chỗ ở các địa phương mà tuyến đường quản lý đi qua. Còn đối với quốc lộ 4G, nơi cũng thường xuyên xảy ra các hiện tượng sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông khi có các hiện tượng mưa lớn xảy ra. Trước thực trạng trên, các đơn vị quản lý tuyến đã thành lập các tổ xung kích, chủ động việc tham gia đảm bảo giao thông, bổ sung các trang thiết bị, vật tư, nhân lực để chủ động khắc phục khi có các tình huống khẩn cấp xảy ra, đồng thời tăng cường công tác dự báo, cảnh báo các điểm có nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông, những khu vực có nguy cơ sạt lở, ùn tắc giao thông khi mưa lũ xảy ra, để kịp thời xử lý và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Công ty chúng tôi đã xây dựng phương án đảm bảo giao thông cụ thể đối với từng tuyến đường do công ty quản lý. Qua đó là xây chuẩn bị rà soát kiểm tra trên các tuyến, dự kiến những điểm xung yếu để chuẩn bị vật tư thiết bị dự thiết yếu đảm bảo giao thông khi có sự cố xảy ra, trên phương châm là 4 tại chỗ, bao gồm là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư thiết bị tại chỗ và hậu cần tại chỗ để khi có sự cố xảy ra thì đảm bảo giao thông một cách nhanh nhất. Không chỉ với các tuyến quốc lộ, các tuyến đường tỉnh lộ cũng được các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại, chủ động các giải pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ xảy ra, đảm bảo cho người dân di chuyển thuận tiện, an toàn. Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Sở Giao thông Vận tải Sơn La cũng đã cử cán bộ kịp thời xuống hiện trường để kiểm tra xác minh thiệt hại, phối hợp với đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên, chủ động phân luồng, rào chắn trang dây tại vị trí sụt trượt, đồng thời cắm biển báo cảnh báo sạt lở hai đầu để cảnh báo cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, đồng thời triển khai khắc phục sự cố đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa lũ. Từ đầu năm đến nay, thiệt hại do mưa lũ đối với các công trình giao thông là trên 5 tỷ đồng.
trong đợt mưa lũ bất thường xảy ra trong đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7 tháng 6 vừa qua. Mưa lũ cũng đã làm 5 điểm tại cao quốc lộ 63743 ngập từ 10 đến 40cm, gây sạt ta luy dương tại 4 vị trí trên tỉnh lộ 108 và làm cuốn trôi một cầu treo. Với tinh thần không chủ quan, cảnh giác trước diễn biến phức tạp của bão lũ, Sở Giao thông Vận tải đã chủ động trong công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai với phương châm phòng hơn chống nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa bão. Hy vọng những thiệt hại do thiên tai gây ra sẽ hạn chế đến mức thấp nhất, đảm bảo an toàn về người và tài sản nói chung, an toàn giao thông nói riêng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, từ huyện Quỳnh Nhai, du ngoạn trên thuyền, thưởng thức cảnh sông nước bao la và hít thở không khí trong lành, check-in cho mình những bức hình đẹp. Sau khoảng 40 phút, quý vị sẽ đến Vịnh Bình Yên, một điểm đến rất hấp dẫn du khách bởi hội tụ vẻ đẹp của sự hoang sơ và yên bình. Góc cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chúng tôi trải nghiệm điểm đến đặc sắc này nhé. Cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 60 km, nằm ở giữa biển hồ sông Đà mênh mông. Để đến được với Vịnh Bình Yên, du khách sẽ du ngoạn trên thuyền mất khoảng 40 phút. Không chỉ thưởng thức cảnh sông nước bao la, chiêm ngưỡng bầu trời rộng lớn mà du khách còn được hít thở không khí trong lành và check-in cho mình những bức hình đẹp làm kỷ niệm. Vịnh Bình Yên là một điểm du lịch mới ở Quỳnh Nhai hấp dẫn du khách bởi hội tụ những cái đẹp nhất của sự hoang sơ và yên bình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và chắc chắn lần đầu tiên nếu ai đã đến với huyện Quỳnh Nhai, hẳn các bạn sẽ bị choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất này. Và ngay lúc này, Hằng Nga đang có mặt tại Vịnh Bình Yên và quý vị có thể chiêm ngưỡng được cảnh sắc nơi đây rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi check-in cho mình những bức ảnh tuyệt đẹp tại Vịnh Bình Yên này nhé. Vịnh Bình Yên thuộc khu du lịch sinh thái Báo Ân Ecolake Quỳnh Nhai. Khung cảnh rừng núi ôm trọn biển nước tại Vịnh Bình Yên cuốn hút du khách chính bởi nét hoang sơ. Khu vịnh rộng khoảng 1,5 hectare với 8 ngôi nhà nổi được thiết kế độc đáo từ cây trúc và lợp mái cuộc. Đến đây, ngoài chiêm ngưỡng cảnh đẹp, du khách có thể trải nghiệm bơi trên sông, chèo thuyền ngắm cảnh lòng hồ, thưởng thức ẩm thực và check-in với nhiều điểm đẹp. Và mỗi dịp mà nghỉ lễ thì gia đình tôi hay đi khám phá những khu du lịch cộng đồng. Tôi thấy trong này không khí rất trong lành và những cái điểm check-in rất là đẹp. Lên đến đây đặt chân đến lòng hồ trải nghiệm ẩm thực con người cũng như là tất cả mọi thứ xung quanh cái lòng hồ Quỳnh Nhai này. Và đây cũng là một cái nơi mà khá là tiềm năng bởi vì nó kết nối cái cung Tây Bắc. Nằm yên bình giữa một vùng sông nước, được bao bọc bởi những dãy núi cao hùng vĩ với những cánh rừng già xanh ngút ngàn. Nơi đây vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng. Vịnh Bình Yên đúng như tên gọi nguyên sơ của riêng mình. Khu du lịch đảo Bình Yên chúng tôi thì cũng vừa mới hoạt động được mấy tháng, đang trong quá trình hoàn thiện. Du khách đến đây trải nghiệm thì bước đầu họ cũng rất là thích thú vì một phong cảnh tự nhiên rất là đẹp, và ở đây thì chúng tôi phục vụ ẩm thực cá nuôi được nuôi ở lòng hồ, thực phẩm rất là tươi sạch nên là khách cũng rất thích khi được đến trải nghiệm ở đây. Đến Vịnh Bình Yên, bạn sẽ bất ngờ bởi sự dung dị mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây, một khung cảnh thật yên bình giúp chúng ta quên đi những bộn bề của cuộc sống thường ngày. Vâng, một điểm đến hứa hẹn những phút giây thư giãn tuyệt vời phải không ạ? Đây sẽ là địa chỉ bỏ túi để quý vị và gia đình bên nhau vào ngày nghỉ cuối tuần. Tới đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sáng mai.